Trang Hàng đêm qua chửi chị Hằng với anh trên YouTube, cả nhà em vô chửi nó đó anh Duy. Nó là anh không cùng đẳng cấp so với nó thì đúng là chỉ còn gì nữa. Này điều này Trang Hàng nó đúng thì em phải nhận. Đúng không? Cái điều này Trang Hàng nó đúng, không phải là em bậy gì em cũng chửi được. Người ta nó đúng thì em phải công nhận. Đúng không các bạn? Thì bây giờ Trang Hàng nói anh không cùng đẳng cấp với Trang Hàng, cái chuyện đó quá đúng. Anh Duy Nguyễn ngồi đây, chính miệng anh Duy Nguyễn thừa nhận, anh Duy Nguyễn xác nhận câu này Trang Hàng nó đúng. Nó là còn thêm một cái chuyện ở nhân vật này nữa. Nhân vật này ngày trước có cái vụ với ông thầy Lê Thẩm Dương. Đúng không? Trong khi cái vụ đó đó là Duy Nguyễn, cái quan điểm của Duy Nguyễn là Duy Nguyễn gọi là binh và Duy Nguyễn cứu nó cũng khá là nhiều. Cứu nó khá là nhiều trong vấn đề mà gọi là mạng xã hội chất vấn nhỏ này. Nó chất vấn nó về ăn nói bố la bố láo này nọ kia. Nhưng mà lúc đó chính Duy Nguyễn đứng ra có những tiếng nói, thậm chí để cho cộng đồng mạng người ta gọi là ta cảm thấy bớt cay sâu sắc về nhỏ này. Đúng không? Nhưng mà không ngờ vì con nhỏ này nè thì anh Duy Nguyễn mới có một câu á, Duy Nguyễn mới thấm thía một câu trong cuộc đời các bạn, đúng không? Cứu vật á, thì vật trả ơn, mà cứu nhân á, thì nhân trả oán. Vậy thôi, không ai sống trên đời chỉ là cái chất chơi, đúng không? Mà chơi méo đẹp á, thì khỏi bàn tới cái gì cả. Đối với Duy Nguyễn là vậy, đúng sai gì cũng có thể thương lượng, nhưng mà sống trên cái cuộc đời này chơi là phải đẹp, chơi là phải chất, chứ không có chơi dơ. Đó, anh Duy Nguyễn giống chị Hằng ở chỗ này nha các bạn. Đó, chơi là phải chất, chơi phải sạch, chơi là phải có nét như Sony vậy đó, chơi chơi dơ thấy mẹ luôn rồi. Và thêm mấy thằng Khứa ngày trước nó bú pha vụ anh nữa, xong rồi giờ nó gọi là nó lẻn lẻn nó xóa video, nó xóa video bạn, chơi mất nét quá. Tự nhiên người ta không quen biết mình đi bú người ta đã đời, thì bây giờ mình cảm giác mình bú sai thì mình phải xin lỗi người ta. Ít ra như ông Dương Trung Hiếu Duy Nguyễn còn nãy, đúng không các bạn? Ít ra như ông Dương Trung Hiếu Duy Nguyễn còn nãy, tại vì ông nói rằng ngày xưa tôi chưa biết về Duy Nguyễn nhiều nên tôi đưa ra nhận định nó chưa khách quan lắm. Rồi bây giờ tôi xin lỗi anh, tôi xin lỗi ông Duy Nguyễn mà tôi đã xóa clip đó rồi. Nó ta phải nói được cái câu này, tối ngày cứ đi bú hoài, sống mất nét quá, sống dơ quá. Mà một người đã sống dơ thì khoan, nó tới hai chữ đẳng cấp. Mẹ sống dơ thế mẹ đẳng cấp gì? Vì trận chiến giữa Duy và Trang sẽ bắt đầu từ đây, không có trận chiến nào cả. Tôi khẳng định với bạn không có trận chiến nào cả, cuộc đời tôi chưa giờ đôi coi cho phụ nữ. Không có trận chiến gì đây trơn trời cho. Thí dụ giờ Trang đó, nó làm biết nó chửi tao tối ngày sáng đêm kệ. Anh nói luôn mấy bạn để coi mình hành xử có đúng hay không. Chuyện đó chuyện rất là nhỏ, mà đối với một người như anh Duy Nguyễn thì không cần phải quan tâm những chuyện nhỏ đó nha các bạn. Anh Duy Nguyễn chỉ quan tâm những chuyện là liên quan tới kinh tế và đất nước, đúng không? Sứ mệnh của Duy Nguyễn đến cuộc đời đó là như vậy. Cái chuyện cá nhân không là cái gì cả, đúng không? Cái chuyện tập thể mới là cái chuyện lớn, trong cái chung nó phải có cái riêng. Duy Nguyễn là người có ăn học, các bạn nên nhớ như vậy. Các bạn hãy nhớ tới cái việc mà gọi là Đức Thánh Trần Hưng Đạo, đúng không? Đúng không? Giữa cái chung và cái riêng, Đức Thánh Trần Hưng Đạo chọn cái gì? Đó, trong cái hoàn cảnh lúc đó của triều Trần á, thì chỉ cần Trần Hưng Đạo hô một tiếng thôi là mình sẽ làm vua, đúng không? Nhưng mà Trần Hưng Đạo không làm vậy. Trần Hưng Đạo chọn làm thần để vì một cái chung là nước Đại Việt mạnh mẽ, ok, chuẩn bị đánh thắng ngoại bang. Cái đó là cái hay của tiền nhân để lại, thì hậu thế chúng ta phải học, trừ khi các bạn không được đi học. Anh Duy nghĩ chị Hằng có dùng binh pháp Tôn Tử trong vụ ông Yên không? Có là xiềng luôn. Chưa kể mà chị Hằng dùng thêm kỳ môn độn giáp nữa. Tại vì Duy Nguyễn chỉ nói đơn giản cho các bạn rằng 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 gì? Các bạn cứ lo chị Hằng hở sườn, đúng không? Nhưng mà đó là cái chiêu của chị Hằng thôi. Nó cái chiêu đo lường cái lòng lòng người của chị Hằng. Chị Hằng đang đo cái thế gian này bao nhiêu người thương chị thật lòng. Nó bao nhiêu người có tình cảm với chị thật lòng trong 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 trận chiến này. Còn bao nhiêu cái bọn đú trend, đú farm. Đó, hiểu chưa? Còn các bạn nên nhớ sau lưng chị Hằng là ai, đúng không? Sau lưng chị Hằng là một cái tập đoàn kinh tế rất lớn. Nó mà cái tập đoàn kinh tế rất lớn thì cái mối quan hệ xã hội họ dừng ở mức nào, cái này Duy không tiện nói. Còn cái thứ hai nữa, sau lưng chị Hằng là một người chồng rất tuyệt vời, đúng không? Một người chồng rất tuyệt vời. Duy Nguyễn đã phân tích sự tuyệt vời của anh Dũng rồi. Mà như vậy thì bạn nghĩ rằng chị Hằng này chẳng qua đứng ra đại diện, nhưng mà tiếng nói thống nhất chung giống như là nhà nước mình vậy đó các bạn, đúng không? Tổ chức quyết định nhưng mà cá nhân thi hành, hiểu chưa? Rồi đằng sau lưng chị Hằng á, thì biết bao nhiêu là quân sư, đúng không? Biết bao nhiêu là trợ lý thân tín. Nó chị Hằng chỉ cần phát cái livestream 4 tiếng 2 tiếng thôi là giang hồ nó dậy sóng, mạng xã hội nó rần rần. Đằng sau cái livestream nó là đóng đơn đi tố giác luôn. Nó cái cuộc chơi của chị Hằng là chị Hằng dùng rất là nhiều cái mũi giáp công. Anh Duy Nguyễn xin phân tích tiếp cho mấy em thấy nè. Hôm qua trên mạng xã hội á, chị Hằng chỉ cần tung nó cái thẻ tín đồ thôi là buổi tối hôm đó đó thiệt bạn, truyền thông YouTube Trung Quốc bụp 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 về thẻ tín đồ. Vậy thì có hay không ông kia cũng chết. Bây giờ phân tích tiếp, nếu mà có thẻ tín đồ thì giờ toang rồi, còn bây giờ thẻ tín đồ không có
thì sao? Ông phân tích hai cái mũi hướng đi đó đi. Những chuyện mà tôi không tiện nói thôi, và thông cảm nha. Cái người nào có tâm có tầm ta suy nghĩ ta sẽ hiểu, đúng không? Còn các bạn mà chỉ biết đú trend, như bạn coi mới clip sóc sóc, bạn quen thì bạn nhìn sao bạn hiểu được. Công nhận chỉ nói trên khía cạnh một người chồng, anh Dũng quá tuyệt vời, xiền luôn. Nó nói rồi, khi mà cái bọn xấu nó đưa ra cái clip thu âm không biết có không có, nhưng mà phản ứng của anh Dũng rất tuyệt vời. Mà được người đàn ông thật sự á, không cao nhưng mà khiến các bạn không biết gì. Đang nói về nghĩa đen nha các bạn, cao là nghĩa đen á. Sao anh không kiện Dưa Leo đòi tẩy chay BBT? Thôi mẹ ơi, nó dân cu đen kiện nó tiền nó đền. Anh hiền đó chứ, anh đâu có giữ như chị Hằng đâu. Nói chung mà anh mà chuyện nhà chuyện lớn quá, nhỏ chuyện nhỏ quá không, đúng không? Anh tha cho nó một lần thì cái nợ cuộc đời này sau này nó sẽ nhớ, đúng không? Giờ nó không nhớ, nó trầu trầu như trước khi nó nhắm mắt xuôi tay, nó có giây phút nghĩ tới cuộc đời nó phải nể anh Duy Nguyễn. À, dịch bệnh như thế này Duy Nguyễn có bị ảnh hưởng kinh tế không? Bị xong bị bán, đúng không? Một cái đinh của tôi, bốn cái đinh tôi đóng cửa là tháng lỗ mấy tỷ đó, tháng thiệt hại mấy tỷ đó. Tiền bưu đinh không á, chỗ tiền game, tiền bưu đinh không có, chưa tính tới mấy tiền kia. Nhiều khi gọi là kinh tế xuống quá, khách hàng nó mua sấp nó cũng yếu lại đó, chứ không đùa đâu. Ví dụ như bị một lần thì còn gượng gượng, chứ còn mà dịch gần 2 năm trời rồi, đúng không các bạn? Dịch gần 2 năm trời là một cứ lockdown đau hình như lần là thứ 4 rồi đó, ảnh hưởng lặng nặng lắm chứ không phải giỡn. Mấy phòng gym nhỏ nó phá sản luôn kìa. À, nếu bị lockdown lâu quá lâu ảnh hưởng đến nguồn thu công ty thì có phải gánh nợ cái quận 7 không Duy ơi? Ậu gánh nợ 4 cái luôn chứ quận 7 giờ nó khác gì ba quận kia đâu ba. Cái nào chả đóng, đúng không? Thí dụ cái quận 7 nó khai trương không kịp thì cũng giống như ba kia nó đóng thôi, khác nhau chỗ nào đâu. Nói chung là tôi thấy có tình hình nó căng lắm bạn. Lockdown chừng bây giờ đó, tôi nghĩ là lockdown hết tháng này thôi á là một đống doanh nghiệp nó sụp sệ rồi đó. Mà lockdown thêm một tháng nữa chắc toan mẹ hết luôn, còn nào nữa đâu, đúng không? Bây giờ bạn đi vô sân bay nó buồn, nó điều hưu tới cỡ nào. Chuẩn bị báo nó đăng nè, Việt Nam Airlines nhờ chính phủ giải cứu nhiều ngàn tỷ nữa giờ. Mà thấy nó chơi tới nhiều ngàn tỷ không mà thấy không? Kinh lắm, tình hình nó nghiêm trọng lắm chứ không phải giỡn giỡn cho mấy anh chỗ che tụi mày đùa đâu. Thấy bà luôn không lo. À, game show truyền hình mời anh tham gia, anh có đăng ký tham gia không? Thật sự cái câu này trả lời không á thì nó cũng hơi giỏ đó. Nhưng mà thường đó là 90% là không, đúng không? 10% còn lại á thì anh sẽ coi game show đó là game gì, đó nó có ích lợi hay không, đó nó có gọi là nó có tác dụng tích cực cho cuộc sống hay không, hay chỉ đơn thuần là giải trí đó, thì anh sẽ không tham gia nha các bạn. Cái nào nó đáng nó chấp thì anh sẽ tham gia, còn không thôi. Nên câu trả lời của anh sẽ là 90% là từ chối nếu nhận được cái câu mời lời mời này, còn 10% còn lại thì sẽ là suy nghĩ. À, game show liên quan tới gym thì quốc chứ sợ ai, không phải vấn đề sợ mà vấn đề không có rảnh, đúng không? Mình là đầu tàu của BBT, mình là một CEO bận rộn, vấn đề nó rảnh hay không rảnh, nó đáng hay không đáng thôi, chứ sợ sợ cái gì bây giờ bạn. Kể kể bạn nghe chưa, tính mua lô đất ngang 15 dài 40. Ồ, đúng rồi, ngang 15 dài 40 bạn. Ồ, tính mua lô đất đó, lúc đó treo bán gì là 19 tỷ. Xong mà cái mình cà cưa dê ngỗng, mình kêu ông bớt chút đỉnh, ông không bớt. Xong mà cái mình cầm tiền xuống mình cọc, cái ông nói ông không bán nữa. Quê cha đó thì nói chung anh rất là quê ông già đó mà, bán buôn kiểu đó nó nóng máu thì là mình chạy tới chạy lui mấy lần luôn. Thật sự đối với Duy với ra đường làm ăn chữ tính nó quan trọng lắm, mày đã lớn tuổi rồi mà chơi kiểu đó sao thân. Mà các bạn đi mua đất cát bạn gặp nhiều đó, vô giả bộ buồn quá đang bán nhà chơi để chi, ta tới ta hỏi giá, ta tới ta hỏi giá xong mời vô nhà uống cà phê chém gió cho đỡ buồn, xong rồi vài bữa người ta cầm tiền tới ta cọc nói thôi giờ không đổi ý không bán nữa đó vậy nhen. Xong rồi cái chừng tháng sau đăng tin tiếp bán tiếp chơi kèo này hoài, xong rồi điều tra ra ta nói là nhà buồn không biết làm gì, con cái đi làm xa đó, ở nhà già rồi lớn tuổi buồn rảnh. Mà cũng hơn nữa bạn, trước mua miếng đó là tôi không mua miếng Hiệp Thành của Lộng Lộng Hiệp Phú, nếu mà mua bên đó bên Hiệp Bình Phước đó là quốc lộ 13, gần quốc lộ 13 đường Hiệp Thành, mua miếng đó là lệch hướng luôn. Má tính ra mua bên quận 9 thơm hơn bạn, cũng là cái duyên cái nợ. Thì anh cũng chia sẻ với mấy em là anh đã đi một số tour gần hết cái nước Việt Nam này rồi đó, nhưng mà anh cảm thấy vấn đề giao thông nó làm cho anh mất hứng đó. Anh nói thiệt, anh rất là yêu nước, tình yêu nước của anh rất là nồng nàn, đó giờ chưa giờ thay đổi, nhưng mà anh đi đường giao thông anh cảm thấy rất là mất hứng, nên anh sẽ không đi những cái tour gần nữa, hoặc là anh không đi du lịch về những địa phương gần gần nữa, mà anh có đi thì anh sẽ đi máy bay luôn đó. Ví dụ đi Sapa để hết dịch đi, anh dẫn bộ đi Sapa, ok, xong rồi đi Nha Trang đi lại được đó, đi Đà Nẵng đi lại được, Phú Quốc đi lại được, thậm chí có thể đi Ninh Bình cũng được, ok đó, đi những địa phương đó anh sẽ đi tiếp.
Hà Nội đồ, Hải Phòng đồ, mấy địa phương đó anh sẽ đi nữa. Anh sẽ dẫn những cô bồ xinh xắn của anh chu du khắp miền đất nước. Đó là cái khát vọng chơi của anh. Nhưng mà kêu anh lái mẹt anh đi vòng vòng nữa, anh không đi. Bây giờ mấy em kêu anh lái mẹt đi lên Đà Lạt, không đi đâu bạn. Từ khi nào cao tốc xây xong anh mới đi. Chứ anh không có đủ cái can đảm, đúng không? Tình yêu của anh không đủ vĩ đại. Giống như lần đầu tiên anh lái mẹt anh chở bồ Đà Lạt. Cái lần đó, đó là tại vì mình chưa đi Đà Lạt, đúng không? Mà gặp bồ thì mới quen nữa, hiểu không? Nên mình mới có động lực mình hy sinh nó to lớn vậy. Còn giờ thuộc dạng bồ bỏ trong túi rồi, muốn đi đi, muốn ở ở. Mà nên không thể nào mà kêu anh lái xe đi về dưới này nọ kia. Nó rất là, nói chung một người mà lái xe hơi mà đi kiểu đó thì thật sự không biết nói là sao các bạn. Nó rất là mệt. Nó mệt lắm các bạn. Đi đường chạy len chen chung xe máy, lúc thì biển 80, lúc thì biển 60, rất là nhức đầu các bạn. Nên trả lời bạn luôn, Phú Quốc gì sẽ đi nữa. Nhưng mà còn rạch giá thì kẹo hơi khó. Rạch giá gì sẽ đi khi nào cao tốc Cần Thơ xong. Cao tốc Cần Thơ xong nói tiếp cao tốc gì đó để đi đi về dưới luôn. Đi trên một tuyến cao tốc thì anh sẽ đi. Đúng không? Anh sẽ lái mẹt sẽ đi, anh đi trên những tuyến cao tốc đó. Con mẹt gầm thấp lên Đà Lạt quăng xe luôn. Quăng gì chạy bình thường mày. Hồi kỳ anh lái mẹt gầm thấp anh lên Đà Lạt 7 tiếng đó. Anh đi xong rồi từ Sài Gòn anh chạy vòng 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 anh lên tới Bảo Lộc. Anh ghé nhà hàng anh ăn cái anh ngã lưng cái anh đi rét rum đồ cái lắc lắc người vài cái rồi xong anh đi thêm tuyến nữa tới Đà Lạt đó, đi qua đèo Prenn đó, đi qua đèo Prenn xong rồi đèo Mimosa tối dẫn bộ đi chơi má ơi má nó xấu bà cố luôn, đi đi đó tưởng là bị kẹt đó đi điểm được luôn, đường 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 đèo Mimosa nó xấu quá rồi. Đường đèo Prenn thì ok, lúc đi á mấy anh khứa bạn nó hù mấy em nó đèo Bảo Lộc đi lái xe lọt lọt đèo đồ xong rồi đèo Prenn đi ghê lắm ma đồ, chạy xe thấy bình thường có đâu ghê trời, đúng không? Mẹ anh cân bằng điện tử tốt cứ đạp phà phà thôi khỏi số sàn luôn đó. Lúc mới đi á anh lên mạng tìm hiểu tụi nó là giờ đi đi, đi đèo đó phải phải chỉnh qua chế độ lái manual đó, tức là chế độ che cài số mà số tay á đó, mặn mẹt anh cài số tay chỗ nào đủ, có lên mạng tìm hiểu tìm tài liệu xong cũng thấy có cài số tay mà thôi kệ bà đi mày, không lẽ giờ nó anh suy nghĩ trong đầu anh như nè, nếu mà thằng mẹt á mà làm ra một con xe đó mà leo đèo không được thôi nó quăng mẹ xe đi chứ mẹt sống gì nữa, thì anh cứ phà phà thôi đúng không, anh cứ phà phà thôi anh cài đi, anh cài lý mịch 40 chạy đèo đó, chỗ nào 30 thì cài 30, chỗ nào cho chạy 40 cài 40, chạy bình thường phà phà lên cũng vậy xuống cũng vậy, rất là an toàn. Có khi khô đầu hụ chừng khi nào bắt anh leo anh đèo Đồng Văn đó, núi Đồng Văn gì đó chỗ đó mới sợ, đường nó mới ghê. Còn những cảm giác Đà Lạt anh có hết rồi, anh đã nói với em rồi, mà ở khách sạn mà cũng thuộc dạng mắc nhất nhị Đà Lạt đó, Đà Lạt Palace anh ở 2 đêm đó. Khách sạn ngày xưa là Nam Phương Hoàng hậu với vua Đại ở đó mấy em, 2 đêm rồi xong rồi cũng đi qua mấy hồ Tuyền Lâm đồ này nọ kia lạnh lẽo đồ ăn thịt rừng đồ nhím treo đồ, hỏi bây giờ nó quay Đà Lạt hay không thì ok chừng nào câu một cao tốc xong quay, còn hai đi máy bay luôn cho khỏe, nhưng mà muốn gì muốn phải hết dịch mới đi được. Duy á, là đi du lịch là du lịch tận hưởng nha các bạn, chứ không có đi du lịch phượt, đi là phải lo chỗ ăn chỗ ở chỗ nghỉ chỗ chơi mới đi được, chứ không có đi mà đi tới đâu tìm tới đó, không bao giờ có chuyện đó hết. Còn chỉ cho bạn kia cái kinh nghiệm đi du lịch nữa nè, ví dụ bạn đi du lịch cho một thành phố lớn á, mình không biết thành phố như nào, mình cứ tìm cái thành phố đó có con Winburn không đó, mình phải tìm cái thành phố đó có con Winburn không. Nếu mà thành phố đó con Win gì đầu tư mà có con Winburn á, trong trường hợp mà cùi bắp nhất thì mình đi vô Winburn mình đỡ, hiểu không? Mà khi mà đã có con Winburn rồi nó sẽ có mấy anh kia nữa thì là chơi ok, còn đi vô một cái thành phố mà nó có Winburn này nọ kia đó là rồi rồi đó, là chỗ đó chưa phát triển, nó chưa phát triển là mình phải có cái lối chơi khác. Anh đi Huế chưa? Anh đi Huế rồi, anh ra biển Lăng Cô rồi, buồn hiu em. Anh ra biển Lăng Cô rồi nha, rất là buồn, đúng là không gian tĩnh mịch nó khác ở Sài Gòn lắm mẹ. Thí dụ giờ bạn nói ở Sài Gòn kẹt xe, tôi bảo đảm bạn người Huế bạn không hiểu được Sài Gòn kẹt xe cỡ nào, nên bạn nghe ở người dân thành phố Hồ Chí Minh tối ngày than này nọ đúng không, Hà Nội mùa này phố cũng như sông đồ này nọ, bạn không hiểu được tại vì cái địa phương của bạn nó yên bình lắm, nó thật sự cái địa phương của bạn như đi ra mà nó có xe hơi là bảo đảm sống ngạo nghễ, cứ chạy phà phà tèn tèn đổ vô nhà ăn uống này nọ rộng thênh thang, nó mang một cái điều mà buồn man mác của Huế mộng mơ. Nó đi biển Lăng Cô rồi, Facebook của chị Hằng mất nữa rồi phải không Duy? Không, Facebook chị Hằng hôm qua được mở khóa đó, tức là anti fan của chị Hằng dùng kỹ thuật report để nọ kia số đông để cho Facebook của chị Hằng bị khóa mỏ 30 ngày, thì bây giờ là hiện tại là Facebook của chị Hằng đã mở ra và chị Hằng đang có một cuộc thanh lọc friend, cuộc thanh lọc friend. À, tại vì ngày trước á, chị Hằng mới chơi Facebook á, nên địch hay là ta chị Hằng không biết đúng không, nó lẫn lộn nhiều khi kết hợp kết bạn trúng mang tào lao xong mới đau phản động phản điếc đó nhiều lắm, nên chị Hằng hôm qua phải thanh lọc nó hiểu không, và thí dụ như Duy biết được đối tượng nào là phản động thì cũng báo cho chị Hằng để chị Hằng block nó luôn
chứ không để cho nó nằm trong fan rất là nguy hiểm. Và cái thứ hai nữa đó là chị Hằng không mở comment cho người lạ, nên chị Hằng chỉ để comment cho người thân thôi, tức là bạn bè mới comment được, còn các bạn chỉ có thể theo dõi thôi chứ các bạn không thể nào comment. Thì các bạn yêu yêu thích chị Hằng, yêu quý chị Hằng thì các bạn có thể theo dõi chị Hằng thông qua cái nick là Facebook Nguyễn Phương Hằng tích xanh. Nguyễn Phương Hằng tích xanh nha các bạn, có tích xanh đó, và cái nick đó thì cũng có nằm trong sách bạn của Duy Nguyễn đó, các bạn có thể theo dõi. Còn các bạn thì đừng có nhắn tin gì đó, hầu như chị Hằng không có tin nhắn, nhắn tin thì nhắn cho vui thôi chứ chắc chị không trả lời đâu. Admin của chị Hằng comment, chị Hằng hỏi anh mặc áo giống của con gái quá vậy, thôi đừng có tào lao mày ơi. Chị Hằng không bao giờ nói câu này hết, đúng không? Anh gặp chị Hằng một số lần và anh cũng tiếp xúc với chị Hằng một số ngày, thì anh cũng có nhận định là chị Hằng không bao giờ nói câu này, mà bảo đảm admin của chị Hằng cũng bố nào dám nói câu này. Em thấy không, chị Hằng đó là một người rất là vui, nhưng mà trong cái vui đó có nghiêm nghị. Cái ánh mắt của chị Hằng đó, sẵn sàng khóc cho những cái mảng đời bất hạnh, nhưng mà ở trong cái khóe mắt của chị Hằng rất là nghiêm, đúng không? Mày chừng nào mày ngồi live stream sát bên chị Hằng để mày mới hiểu được ánh mắt của chị Hằng. Ánh mắt của chị Hằng là ánh mắt nghiêm nghị của một người quyền quý, nó định mệnh sinh ra chị Hằng vậy rồi. Tự nhiên không hiểu sao có tiền đè chị Hằng nhiều quá, tiền đè chị Hằng lớn quá. Chị Hằng hồi trẻ chị Hằng biết đi shopping với xài tiền không mà, nên bây giờ nó tôi luyện ra một con người của chị Hằng ở lứa tuổi 50 nó là như vậy. Ông nhân viên của chị Hằng nó gọi chị Hằng cô này nó cô nọ, rất là nói chung nề nếp lắm bạn ơi, không đùa đâu. Tôi không dám nói rằng à tôi rành về chị Hằng, tại sao tôi rành được, tôi mới tiếp xúc hả, mới tiếp xúc có 2-3 lần trực tiếp rồi, còn những kia là liên lạc này nó thôi. Nhưng mà Duy Nguyễn có một sự nhận xét đó, thì các bạn có thể tham khảo cái sự nhận xét của Duy Nguyễn đó. Các bạn đã gặp chị Hằng hay chưa, hay các bạn cứ chém gió thôi, các bạn nói ừ chị Hằng ABC này nọ, xong rồi các bạn nói ừ chị Hằng Hằng Canada tuyền nổ rồi ABC trên mạng nó quan mầm đó. Vậy thì những cái sự việc đó người ta gặp chị Hằng chưa, người ta có biết chị Hằng là ai không, và những cái pháo đó đâu ra, và những cái pháo đó có theo dệt thêm hay không. Bạn muốn mới có theo dệt hay không, hôm qua bằng con Nam Quang Tiến Dũng kìa, hai phản động BD đó theo dệt Duy Nguyễn tất cả nào, đúng không? Sập Lâm Anh là thuốc rồi, xong rồi tụi nó nói là gì ờ Duy Nguyễn vô cướp chị Hằng đó, nó đưa nó thiết âm mưu đồ ABC đồ bú farm YouTube, đúng không? Sống mình phải biết chơi với người nào, đúng không? Người nào có tâm có tầm có đẳng cấp thì mình nghe, còn mấy cái thằng giấu mặt cái nó là ai kệ mẹ nó chứ, giờ nó đưa ra này đứa kia thì sao nghe được. Bảo đảm mạng 11 hay nào đó nói được, mấy thằng chiếu mới nó sẽ nói rằng à Duy Nguyễn có tứ trụ nhờ chị Hằng cho tiền này nha, thế là nó cũng nói vậy à. Nên ở Duy Nguyễn và chị Hằng nó sẽ công kích tới hai mũi, một là chuyện tình cảm nhảm nhí đó, hai là chuyện tiền bạc, thế thôi, lạ gì cái bọn đó nữa, đúng không? Nên cho dù như thế nào đi chăng nữa nó vẫn là rác của xã hội, nó rác của xã hội, cho dù sau này xã hội nào Việt Nam hay là Mỹ, và những người Duy Nguyễn và chị Hằng vẫn nằm top trên của xã hội đó, thẳng câu cho nó buồn. Mấy thằng kia nói anh nịnh cô Hằng kìa, thì em phải coi video của anh em đam cho cái mặt nó. Video của anh là cái gì, Duy Nguyễn đã giải thích, Duy Nguyễn đã nói thẳng mấy chữ nịnh rồi mà. Có thể là kênh của mấy mấy thằng fan anh nó chưa up lên kịp, thì hôm qua em coi kênh của VNews 24 giờ đó, nó kênh của VNews 24 giờ nó có một video phỏng vấn nó thẳng về chữ nịnh rồi kìa. Khịa anh được thì em đam lại phải trả lời được, đúng không? Còn khịa anh đã đời em đam lại câm mẹ cái mỏ là cùi bắp, đơn giản vậy thôi. Mà chắc chắn nó cùi bắp rồi, nếu mà nó giỏi hơn anh á thì nó đã có ngũ trụ rồi chứ nó không phải vợ đi bú farm đó. Câu trả lời cuối cùng từ Duy Nguyễn, nếu mà tôi nói sai tôi xin lỗi cộng đồng nha các bạn, còn nếu mà tôi nói đúng thì bạn cho tôi có ngạo khí. Mốt à, mai mốt mặc vest nhớ nhớ thắt cái cà vạt của chị Hằng tặng Duy hôm bữa. Đúng rồi, Duy chị Hằng có tặng Duy cái cà vạt của hãng Hermès gì đó, nhưng mà Duy cũng chưa mở ra coi để coi màu sắc nó phối với đồ như thế nào. Duy để có dịp Duy phải may mấy cái áo sơ mi rồi Duy mở ra Duy coi cà vạt nó phối với màu nào để may áo cho nó hợp lý. Hồi đó giờ Duy đi mua cà vạt là nhờ tao thắt giùm không mà, còn không biết thắt cà vạt thề. Nhưng mà tại vì á nó nhạy cảm, bạn nhiều khi vô chị Hằng tặng mình món quà đó chỉ là món quà thôi, mẹ đi review đâm ra mình tự nhiên mình thành thằng bú farm, đúng không? Đâm ra tự nhiên mình thằng nó sàm sàm, tại vì sao bao nhiêu người tặng quà mình không review, tự nhiên giờ chị Hằng đi tặng quà cái mình review đâm ra mình thằng dở hơi, nó tệ tệ chỗ đó. Còn ví dụ như anh Dũng á tặng Duy hai cuốn sách, cái đó là giá trị thiêng liêng bằng những cái gì tâm huyết của anh Duy Nguyễn có được, đúng không? Bằng những tâm huyết của gì của anh Duy Nguyễn, ủa lộn xin lỗi, của anh Dũng, anh viết ra đó, anh biết là anh tặng cái món quà đó nó mang tính chất giá trị mặt thiêng liêng, nó hay, nó gì, nó quá hay đi nữa thì gì mới gì review nó hợp lý. Còn giờ quà của chị Hằng tặng là quà chị Hằng mua, chị Hằng mua chị Hằng tặng, nó chuyện đơn giản nó bình thường, mà bây giờ thật sự mà đi review đâm ra nó dở hơi các bạn, nên Duy không review là lý do đó là nằm chỗ đó. Bởi vì Duy là người nổi tiếng trên mạng xã hội, mà bây giờ nhiều cái thế lực á, phản động cũng có mà phản không động cũng có, nó ngồi nó canh Duy thở ra cái gì đó mà hơi thở có mùi phát một ba lên bài. Duy Nguyễn ngồi kế bên chị Hằng rén giữ vệ Duy,
Mày ngồi kế bên Duy Nguyễn mày có rén không? Bạn chuyện đi xa, đúng không? Chị Hằng là một người chị, là một doanh nhân thành đạt, là một người nằm ở cái tầm trên. Mày thể hiện cái gì đây? Hợp lý không các bạn? Một người mà các em phải kính nghệ, kính nể hai hai cách. Một là cách chơi và hai là lòng thương người. À, Dương Trung Hiếu nói Duy là mã siêu à. Thì tại vì anh Dương Trung Hiếu nói vậy thôi chứ Duy đâu thấy gì giống mã siêu đâu. Mã siêu là phải xăm mình đúng không? Rồi xong là gọi là tướng tá nó phải giống như Tây Lương chút đỉnh mới là mã siêu. Còn anh Duy là hạng võ nha. Anh Duy thích hạng võ à mấy em. Và cuộc đời của anh bây giờ đang đi tìm ngu cơ nha. À, hạng võ kết hợp với Gia Cát Lượng. Vậy thôi. Thua cũng được rồi. Thua cũng được bạn, Gia Cát Lượng cũng thua, Hạng Võ cũng thua, hai người này kết hợp nhau thua cũng được nữa, nhưng mà di tích hai người này.